Dạ vâng, xin chào các bác. Em lên cho các bác một cặp loa của dòng đến ông nhé. Dòng này thì có mã là MA380. Đấy. Con này thì làm trợ lời cực kỳ hay các bác nhé. Bác nào mà thích làm trợ lời cho những cái bộ dàn nghe nhạc của Onkyo hay là của hãng đến ông. Đấy, hay là của hãng nào cũng được. Ví dụ như là các bác mà đang cảm thấy thiếu giải trung, giải tép thì mình có thể tham khảo ngay con này. Đây là con MA380. Đấy. Dòng này thì nó gọi là loa vệ tinh thôi nhá, gọi là loa vệ tinh. Đấy thì cái tiếng tép của nó rất là sáng. Cái tiếng ca sĩ ấy, bởi vì là xem phim thì người ta phải cần một cái tiếng của diễn viên nó phải chuẩn, nó phải tròn chữ. Đấy. Nó phải lét thì xem phim mới sướng được đúng không ạ? Thì những con này để mà làm trợ lời thì cực kỳ phê, bởi vì sao? Bởi vì nó chuyên về giải cao các bác nhá, nó chuyên về giải cao, thế nên nó xử lý những cái tiếng ca sĩ ca siếc là rất là chuẩn. Đấy, thế tại vì sao mà nhiều khách hàng em lại đam mê thích cái dòng loa vệ tinh để làm trợ lời nhưng mà lại rất khó mua, bởi vì là những cái dòng này thì ít khi người ta bán lẻ các bác, ít khi người ta bán lẻ lắm. Đấy, thỉnh thoảng về ví dụ như có một bộ là ra nó đó nó bị hỏng cái gì đó hay là có trục trặc gì đó thì người ta mới có loa lẻ này để bán. Đấy, chứ ít khi mà mua được những cái dòng này các bác nhé. Đó thì những cái dòng này thì cái căng của nó sẽ đi liền theo cái loa này các bác nhé. Đấy, nó sẽ gắn chặt với luôn đó. Còn riêng về chất lượng thì các bác yên tâm, hàng nguyên bản nguyên zin cho các bác, và tiếng vẫn lên bình thường nhé, tiếng vẫn lên bình thường. Đấy, bởi vì trước khi em quay video cho các bác là em đã phải test rất là kỹ rồi. Các bạn ở kho, các bạn đã test 3 đến 4 lần rồi. Đấy. Xong nó qua cửa hàng bên em lại phải test thêm 1 đến 2 lần nữa để đảm bảo là cái dòng này nó phải tiếng lên bình thường và hay. Thì lúc đó em mới quay video lên cho các bác. Đấy. Chứ không phải là về một cái bóc ra quay đâu các bạn. Còn phải test, phải kiểm tra. Đấy, 1 đến 2 3 hôm xem nó ok chưa. Sau khi nó hoạt động bình thường và chạy ngon rồi, tiếng hay rồi thì lúc đấy bên em bắt đầu mới quay lên video như này cho các bác xem này. Đấy, và lúc nào mà các bác chốt nha, lại có một cái video nữa test bàn giao cho các bác. Đấy, test bàn giao cho các bác đảm bảo là tiếng từng chiếc một lên ok. Đấy, thì đấy là cái quy trình bán hàng của nhà em nó như vậy. Các bác nhá. Đó, tức là nó sẽ có từng bước một. Hàng về vệ sinh sạch sẽ, sau đó là cho vào test, test thử mấy ngày xong bắt đầu mới ok rồi bắt đầu mới đưa video quay. Quay xong bác nào chốt lại test bàn giao cho các bác, đọc tên cộng tỉnh thành cộng 3 số cuối số điện thoại để không lộ thông tin nhưng vẫn đảm bảo là test đúng cái hàng đó cho các bác. Đấy, các bác xem được video thì các bác cũng cảm thấy yên tâm. Đấy, mà nhà em bán hàng thì cũng cảm thấy tự tin đó. Thì đấy là cái quy trình bán hàng của nhà em. Còn về giá thì em báo luôn nhé, giá của dòng này thì để các bác giá là 350.000 một chiếc các bác nhá, 350k một chiếc. Đấy, tức là một cặp này nó rơi vào khoảng là 700.000. Đấy, được chưa? Một cặp này nó khoảng 700.000. Đó, bác nào chốt alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Hàng nguyên zin còn rất đẹp các bác nhá. Này. Đấy, về các bác có thể là đặt lên trên bộ dàn này. Đấy, hoặc là mình có thể treo lên này, nó có quai treo này. Đấy, về giá như em đã báo rồi nhá. Đấy, đây các bác có những cái bộ dàn chung như thế này, tép nó mà ít quá chưa đủ tép thì có thể ghép vào, hoặc đây đấy, hay là những bộ dàn mini như thế kia nhá, các bác có thể là đặt lên trên nóc hoặc đặt lên đằng sau hay đằng nào đó cũng được. Đấy, những bộ dàn mini như thế này mà đang thiếu tép đấy, hay là dàn chung như thế này mà đang thiếu tép đấy, thì các bác có thể là gì, trải nghiệm ngay cái cặp này. Đấy, trải nghiệm ngay cặp này về để mình sử dụng. Đấy, nó sẽ làm tăng các cái giải của các bác lên. Đấy, tăng cái giải chung, giải tép lên. Nghe là phê, nghe là sướng các bác nhá. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ alo cho em qua cái số là gì? 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đó, một trong hai số thì gọi cho em số nào cũng được. Hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng, qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Vâng, xin chào các bác.